Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Hôm nay là ngày 26 tháng 10, 2020, trước bàn thờ tổ quốc. Chúng con xin dâng lời cầu nguyện. Lại đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật, Hồn Thiên Sông Núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước. Xin ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con. Thoát hòa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để tan Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo, đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cũ, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác thì phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Như gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh. Lời cầu nguyện chấm dứt. Tôi Pha Lê, đại biểu của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chào quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, cùng tất cả đồng bào anh chị em khắp nơi, trong và ngoài nước. Kính chào tất cả anh chị em trên diễn đàn livestream Di Thật Là Cộng. Hôm nay thì chúng ta lại gặp nhau, cũng như thường lệ, tôi xin mời tất cả anh chị em cùng nghe một bài hát rất là quen thuộc. Đào Minh Quân Hành Khúc. Xin mời. Quên thân mình, ngày ngày không lo hiền lương.
Đào Minh Quân xây cơ đồ hồn thiên sông núi. Cái bài hát Việt Nam Đào Minh Quân này, mỗi khi mở màn livestream Di Thật Là Cộng, gửi đến cho tất cả đồng bào anh chị em khắp nơi trong và ngoài nước, để kêu gọi toàn dân Việt Nam chúng ta đoàn kết lại để cùng Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam, để lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Và bây giờ cái bài hát đã chấm dứt, thì Pha xin mời tất cả anh chị em, cũng như thường lệ, chúng ta nghe một bài thơ của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân với bút danh là Nam Quán. Mời tất cả anh chị em nghe bài thơ Chiều Diễn Sứ. Bài thơ Chiều Viễn Sứ. Nghe tiếng chim chiều cánh gió lay, nhớ về phố cũ con trăng. Yeah.
ríu rít như sáo nhòa, chỉ chờ đêm lành lễ triền miên. Nam Quan mùa đông năm 2000. Chiều Viễn Xứ. Tất cả anh chị em đã nghe ngâm, giọng ngâm rất là truyền cảm Chiều Viễn Xứ. Bây giờ Pha xin đọc lại cái bài này, rồi Pha giải thích theo cái nghĩ, cái cảm nhận của mình về cái bài thơ này mà với bút danh Nam Quán, tức là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Bài thơ Chiều Viễn Xứ. Nghe tiếng chim chiều cánh gió lay, nhớ về phố cũ, con trăng cũ. Có tiếng em cười, tóc em bay, từng đông buồn rũ nơi đồng cát, tan tác tình ta như tiết bay. Nơi đây áo mỏng, lòng cũng nhẹ, lại vắng tiếng em, nắng cũng gầy. Từ ngày giặt đến, em đã hết. Hất tóc ngang vai, hắt mắt duyên. Cái này, cái chữ này, chữ hắt mắt duyên. Yeah. Không còn ríu rít như sáo nhỏ, chỉ chờ đêm lạnh lệ triền miên. Nam Quán mùa đông năm 2000. Chiều Viễn Xứ, khi mà chúng ta nghe cái tên của cái tựa bài thơ là chúng ta biết là một người xa xứ rồi. Một buổi chiều nơi xứ người, có tiếng chim hót, nhớ về phố cũ. Đây bây, có những câu như thế này. Nghe tiếng chim chiều cánh gió lay, nhớ về phố cũ, con trăng cũ. Khi mà nghe hai câu này thì chúng ta đều biết là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang xứ, sống ở nơi xứ người, vẫn nhớ về phố cũ, nhớ về con trăng ở đất nước Việt Nam. Chắc chắn là như vậy, tại vì từ lâu, từ khi rời bỏ đất nước Việt Nam năm 1979 để lái con thuyền chở 524 thuyền nhân định cư ở các nước Tây tự do, tức là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, sau khi Cộng sản Việt Nam chiếm miền Nam thì chở 524 thiền nhân lánh nạn Cộng sản, và đã được, tất cả đã được định cư nơi tự do, đất tự do, tất cả các nước trên thế giới. Thì Pháp cũng không biết là 524 đồng bào của chúng ta được định cư ở nước nào nhiều nhất, nhưng mà Pháp nghĩ là ở Hoa Kỳ nhiều nhất. Thì hiện nay, từ năm 1979 cho đến nay, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân chưa có về nước. Thì dĩ nhiên có những cái bài thơ này. Năm 2000 thì bây giờ cũng năm 2020, cũng là 20 năm về trước. Thành ra nhớ về đất nước Việt Nam, nhớ về con phố cũ. Có tiếng em cười, tóc em lay. Hồi tưởng lại một thời mà son trẻ của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân trước năm 1979. Từng đông buồn rũ nơi đồng cát, tan tác tình ta như tiết bay. Cái này không biết là Đức Quốc Công đang mưu tả một cái nỗi buồn nơi đồng cát nào đó. Thì đối với Pha đó, thì những cái gì mà Pha có thể giải thích được thì Pha giải thích sâu sắc một chút, còn về những cái nào mà Pha không biết thì Pha chỉ giải thích sơ theo cái quan niệm của mình mà thôi.
Tất cả chúng ta nghe, chúng ta có thể cảm nhận mỗi một người là một cái quan điểm khác nhau. Nhưng mà dầu sao thì chúng ta nghe cái bài thơ Chiều Diện Xứ là chúng ta biết một người đang lưu lạc nơi xứ người. Nơi đây áo mỏng, lòng cũng nhẹ, lại vắng tiếng em, nắng cũng gầy. Từ ngày giặt đến, em đã hết, hất tóc ngang vai, gáy mắt duyên, không còn ríu rít như sáo nhỏ, chỉ chờ đêm lạnh lệ triền miên. Sâu sắc nhất là bốn câu sau cùng. Từ ngày giặt đến, em đã hết. Thì anh chị em cũng biết, đất nước Việt Nam của chúng ta là bây giờ nếu mà nói chế độ cộng sản thì nó là một lũ giặc cướp vào cướp chính quyền của miền Nam Việt Nam. Nên ở đây có cái câu từ ngày giặt đến em đã hết, hất tóc ngang vai, hắt mất duyên, không còn ríu rít như sáo nhỏ, chỉ chờ đêm lạnh lệ triền miên. Nếu mà kể về đất nước Việt Nam tan thương khi mà Cộng sản Việt Nam chiếm miền Nam, quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản Việt Nam cũng đã chiến đấu dai dẳng một thời gian rất là dài. Và biết bao nhiêu người đã hy sinh, nhất là những người thiếu phụ hay là những cô gái, có những người tình đã rời khỏi quê nhà để mà ra cùng chống đỡ với chế độ Cộng sản Việt Nam, tức là giặc cướp. Thì cái nỗi buồn đó của tất cả những cô gái, có thể Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã nhìn ra được những cô gái đang mòn mỏi chờ đợi những người trai ra chiến trường trở về, nhưng mà rất là nhiều người không có trở về được. Thì khi mà giặc đến thì biết bao nhiêu cô nhi quả phụ đã chết ngoài trận mạc hay nơi quê nhà bom đạn triền miên. Nếu chúng ta thấy tất cả những cái video mà cò trắng đen mà còn sót lại ở trên YouTube hay là Facebook thì chúng ta cũng thấy được một cảnh tang thương đó. Mong rằng đất nước Việt Nam của chúng ta sớm được tự do, để cho tất cả đồng bào hay là những người cô gái thời Việt Nam Cộng Hòa hiện nay cũng đã tuổi cũng rất là cao, đã chịu một thời gian dài mấy chục năm cơ cực và sống trong lầm than nơi chính nơi quê hương của mình, cũng là do Cộng sản Việt Nam. Tức là từ ngày giặt đến em đã hết. Thì tất cả những quả cô như quả phụ thời Việt Nam Cộng Hòa thì anh chị em biết là khi Cộng sản tới thì đã hết rồi. Cuộc đời kể như sau. Không có được sống một đời sống ấm no hạnh phúc. Chồng thì bị Cộng sản bắt đi cải tạo, có thể chết trong tù, chết trong rừng sâu thiên nước độc. Nếu mà kể tới đây thì chúng ta không bao giờ không ngậm ngùi. Những người mẹ Việt Nam mòn mỏi chờ những đứa con trở về từ chiến trường. Thời đó Pha rất là nhỏ nhưng mà Pha vẫn cảm thấy được cái bom đạn nó nổ ra y xèo và mình cũng đi trốn chạy và cũng cùng cha mẹ của mình đi lánh nạn, chạy từ chỗ này đến chỗ kia để tránh bom đánh đạn. Cái sự tang thương đó nó nằm trong trí ức của mình. Tuy rằng mình không lớn lắm nhưng mà cái đó nó đã là một cái tiềm thức để nhớ về nơi quê nhà. Có những người mẹ gồng gánh con để chạy nạn. Có những người mẹ chết vì bom đạn. Những người mẹ chờ mòn mỏi những đứa con trở về chịu chiến trường cũng chết mòn mỏi. Nên cái bài thơ này, Chiều Xứ Người của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, có thể ngồi nhìn buổi chiều mà có thể nhớ về đất nước Việt Nam, nhớ về những em gái, những người mẹ, những người đang sống khổ nơi quê nhà.
năm 2020. Cách đây 20 năm về trước, mà Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cũng có một những nỗi buồn như vậy, thì bây giờ 20 năm sau, tức là 2020, hiện nay phải tin chắc rằng Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân còn buồn hơn tất cả chúng ta, tất cả đồng bào, tất cả những người ủng hộ Đức Quốc Công. Lũ lụt đã xảy ra nơi quê nhà, chết biết bao đồng bào, nhà cửa tan tác, đói kém, nó rất là tang thương. Chiều nơi xứ người năm 2020, lúc đó không có xảy ra chuyện gì trên quê hương, tức là không có lục lội. Mà đây là cũng một nỗi buồn của một vị tổng thống, thời đó là một vị thủ tướng của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Bây giờ năm 2020, tất cả đồng bào trong và ngoài nước có bao giờ cảm nhận được một vị tổng thống nơi xứ người luôn kêu gọi toàn dân Việt Nam hãy đứng lên cùng nhau giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam, kêu hoài, kêu mãi, kêu đến khi nào mà người dân Việt Nam chúng ta cùng thức tỉnh, cùng mạnh mẽ, cùng đứng lên, nói lên tiếng nói của mình qua lá phiếu trưng cầu dân ý. Nên cái bài thơ Chiều Diễn Sứ, chúng ta chỉ nghe ba chữ Chiều Diễn Sứ là chúng ta đã thấy buồn rồi. Và lúc này có thể chúng ta, tất cả đồng bào, anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, có rất nhiều người đang buồn cho đất nước Việt Nam của chúng ta, cho đồng bào Việt Nam đang chết và đói khổ nơi quê nhà. Có thể từ đây về sau, ở trong nước Việt Nam của chúng ta còn nhiều cảnh đói khổ nữa. Nếu mà lục lội vẫn tiếp tục, bão tố vẫn tiếp tục tràn về đất nước Việt Nam của chúng ta, thì cái cảnh khổ, cái cảnh đói và bệnh dịch vì nước nó lục lội, thì khi nó trực đến nó rất mang rất là nhiều vi khuẩn. Nếu chúng ta là người có trái tim thì ai cũng buồn, ai cũng thương cho đồng bào của mình, mỗi người một tấm lòng. Phải tin chắc rằng cái trận bão lụt vừa qua, rất nhiều đồng bào ở hải ngoại đã chuyển tiền về đất nước Việt Nam mình. Bằng cách nào đó, ít nhiều gì đó cũng đã giúp cho đồng bào trong nước và các mạnh thường quân ở trong nước, những người mà làm ăn khá giả họ cũng giúp rất là nhiều. Nhưng mà người không giúp được cho đồng bào của mình đó là Cộng sản Việt Nam, tức là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tất cả anh chị em đều biết cả tin tức, nếu mà lặp đi lặp lại chúng ta đều biết Cộng sản Việt Nam chỉ muốn gom hết tiền rồi nhỏ ra từng giọt để giúp cho người Việt Nam chúng ta, mà không cho những người có tấm lòng để ra giúp người dân, tức là những người như là cô ca sĩ Thị Tiên chẳng hạn, còn rất là nhiều mạnh thường quân. Mà ai cũng thấy bất xúc khi mà phải lên mạng, phải thấy rất là nhiều người chửi Cộng sản Việt Nam, chửi tham quan ô lại, hầu như chửi đủ thứ chửi hết á. Nhưng mà tất cả anh chị em chửi Cộng sản nó cũng đâu có nghe. Tại vì nếu nó nghe, nó biết thì nó đâu để cho người dân khổ. Nhưng mà anh chị em chửi cho đỡ tức mà thôi. Nhưng mà mầm móng của Cộng sản Việt Nam, tức là chế độ Cộng sản Việt Nam vẫn còn nguyên đó. Anh chị em hãy làm cách nào để mà dẹp bỏ cái chế độ Cộng sản đó mới là thực tế nhất. Thì Pha nghĩ rằng Pha chỉ nói đơn giản, nếu muốn chống ngập lụt, bão tố, rất là đơn giản, giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Chúng ta giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam thì khi một chế độ mới, tức là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa với sự lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, thì chúng ta về để chống bạo lực, để làm tất cả những gì có thể bảo vệ người dân, chống bạo, chống lục, chống xả lũ, ví dụ vậy. Đó là một cách đơn giản nhất. Còn anh chị em có chửi Cộng sản Việt Nam thế nào
anh chị em chửi đó, anh chị em mòn mỏi hết hơi, thì Cộng sản Việt Nam nó cũng như vậy mà thôi. Tại vì bản chất của Cộng sản Việt Nam không có nghe dân, không có muốn làm theo người dân, mà muốn làm theo cái sự tham gia, tham quan ô lại của họ mà thôi. Vậy thì anh chị em la hét Cộng sản thế này, Cộng sản thế nọ, nhưng mà đâu có giải quyết được vấn đề. Nếu thay vì anh chị em chửi Cộng sản thì anh chị em quay qua làm sao để giải thể Cộng sản, nên chống bạo lực thiên tai bằng cách giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Đó là thực tế nhất. Cái mà chúng ta cần là tìm cách giải quyết, chứ chúng ta không có để cho nó cứ năm này rồi vẫn năm kế, năm kế rồi năm kế, thì anh chị em thấy đồng bào Việt Nam chúng ta chết lần mòn hết, mà tài sản bị tiêu vong. Thì chúng ta phải tìm cách giải quyết. Mà anh chị em không biết tìm cách giải quyết, thì bây giờ có Đức Quốc Công Tổng thống Đặng Minh Quân chỉ cho anh chị em giải quyết, thì anh chị em cứ theo những gì mà Đức Quốc Công chỉ dẫn cho anh chị em, mỗi người nói lên tiếng nói của mình để giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Thì bây giờ một chút nữa Pha sẽ đọc thông báo từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Và cái thông báo này có cái chủ đề là đáng lẽ ra đó thì Cộng sản đã bị giải tán từ lâu, nhưng mà tại sao cho đến bây giờ thì Cộng sản Việt Nam vẫn còn ở đó? Thì bây giờ chúng ta cùng nghe cái bài viết nhận định từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, và Pha sẽ giải thích. Và chúng ta cùng bàn luận thử coi cái bản thông báo này nói về chế độ Cộng sản Việt Nam và cái bài học xương máu cho dân tộc Việt Nam của chúng ta sau 45 năm Cộng sản cướp miền Nam Việt Nam. Bây giờ Pha xin mời tất cả anh chị em cùng Pha nghe cái bài từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Đáng lẽ Cộng sản đã bị giải tán từ lâu, thì Pha đặt câu hỏi cho anh chị em là tại sao đến bây giờ nó vẫn tồn tại? Cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó. Bây giờ Pha mời tất cả anh chị em cùng Pha nghe cái bài này, rồi chúng ta hãy tìm hiểu và hãy tìm cách giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam. Mà cách thì dĩ nhiên có, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã dạy cho anh chị em biết cách rồi, nhưng mà tại anh chị em không có làm mà thôi. Nhưng bây giờ anh chị em nghe xong bài này, anh chị em sẽ quyết định anh chị em có làm hay là không, để chúng ta giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam, để nước Việt Nam không còn lũ lụt nữa. Dầu có đi nữa đó thì rất là nhẹ, và giảm tối đa cái sự chết chóc và tang thương của đất nước Việt Nam. Bây giờ Pha xin mời tất cả anh chị em cùng nghe Pha đọc thông báo ngày 24 tháng 10 từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, qua cái bài viết đáng lẽ Cộng sản đã bị giải tán từ lâu. Pha xin đọc. Đệ tam Việt Nam Cộng hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, lấy lại đất tổ không làm khổ dân. PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Đáng lẽ Cộng sản đã bị giải tán từ lâu. Ngày 24 tháng 10, 2020. Kính thưa đồng bào và quý thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Dù khiêm nhường hay nhún nhường đến mấy, thì nhiều người cũng tự nhận thấy rằng trong hoàn cảnh phức tạp hiện nay của đất nước, sau khi Cộng sản đã chiếm miền Bắc hơn 1/4 thế kỷ và đã xâm lăng miền Nam hơn 45 năm, chúng đã hoàn toàn khống chế nước ta. Vì sao khi tẩy não được thế hệ thanh niên và giới lao động chủ lực của đất nước, với sự tuyên truyền xảo trá liên tục bằng cụm từ láo xạo nhưng cực kỳ tinh ma,
Thâm độc gắn vào hình hộp của Hồ Chí Minh khiến cho tên Việt Giang này trở thành một thứ cha già dân tộc. Dù thật y là một tên thổ phỉ gián điệp Tào Cộng, giả làm người Việt, cầm đầu đảng Cộng sản Việt Nam, gây ra chiến tranh tàn phá, chết chóc, điêu linh, thống khổ cho cả đất nước và dân tộc chúng ta. Ngay từ thập niên năm 1945 cho đến năm 1954, Việt Nam đã chịu áp lực kinh tế, quân sự và chính trị từ ba phía: thực dân Pháp, Trung Cộng và bọn Việt Giang tay sai Cộng sản. Thêm vào đó, về mặt tâm lý, nếu theo Tây thì bị Việt Cộng và Tàu Cộng bức hại, còn bị mang tiếng là cọng rắn cắn gà nhà, mà ngã theo Cộng sản sẽ trở thành những tên du kích khát máu. Còn quyết tâm độc lập, đấu tranh như những đảng phái yêu nước, Di Dân, Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, sẽ không có trường nào huấn luyện, thiếu thốn vũ khí, phương tiện, eo hẹp. Nếu không nói về chiến lược và mưu lược, đều là do tự phát. Lại không thể công khai, phải âm thầm chịu đựng, khiến cho nhiều chiến sĩ và đồng bào bị giam cầm, bị sát hại mà không có lực lượng quốc tế nào can thiệp. Vì vậy, biết bao đảng phái, quốc gia chân chính, đầy lòng yêu nước, đã phải khoanh tay trở thành bất lực để cho lũ Việt Giang và Cộng sản cướp chính quyền. Dù chúng chỉ có những khẩu súng thô sơ lấy của Tây hay do Nga Tàu cung cấp, ngay chính cụ Hoàng Bảo Đại, người duy nhất có tư thế và chính danh để tranh đấu cho nền độc lập và thống nhất quốc gia, cũng đành phải xuôi tay cho bọn thổ phỉ Văn Nam Hồ Chí Minh cướp chính quyền. Sau khi đã thành lập được chính phủ quốc gia, nhưng không thể tự chủ, phải nương vào khối Liên Hiệp Pháp và thay đổi người lãnh đạo liên tục chỉ trong vài năm. Từ Thủ tướng Trần Trọng Kim đến Thủ tướng Trần Văn Xuân, Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn Tâm, Bủ Lộc v.v. để rồi bị Cộng sản Việt Nam tuyên truyền biến việc thành lập chính phủ quốc gia, một việc quan yếu, trọng đại, lại trở thành một chính phủ bù nhìn, làm chiêu bài của thực dân Pháp với ý đồ hợp thức hóa việc chúng xâm lược Việt Nam. Cũng như chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do ba thế hệ Việt Nam công khai thành lập tại quận Cam, trung tâm thủ đô người Việt trị nạn Cộng sản, đã được Hoa Kỳ và khối Liên Hiệp 27 quốc gia tại Âu Châu gửi công hàm liên lạc mời hợp tác, đã bị Việt Giang Cộng sản tuyên truyền là tự xưng là chính phủ ma. Nhưng lần này chúng thất bại chu cai, nhục nhã vì sách lược di thật là cộng đã biến Việt Giang Cộng sản trở thành những tên hề không có sân khấu. Không có người Việt chân chính nào ủng hộ. Lần này Cộng sản Việt Giang phải đối đầu với khắc tinh của chúng. Những trò tinh ma, xảo trá, không nói có nói không, tuyên truyền giả dối, không còn hiệu quả nên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời không những tồn tại hơn 30 năm mà còn khai sáng nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đang được toàn dân trông đợi. Nhớ bài học xưa của thời năm 1945, bắt đầu từ việc cụ trùm mật thám Pháp ở Đông Dương là Con Siêu đã tiếp xúc với
Bảo Đại tại Hồng Kông năm 1947 để ngỏ ý rằng Pháp sẽ hỗ trợ ngài về nước nắm chính quyền. Hình thành nên giải Pháp Bảo Đại. Sau đó, ngày 7 tháng 12 năm 1947, tại cuộc họp trên tàu chiến Pháp ở Vịnh Hạ Long, Bảo Đại và Pháp đàm phán rồi ký kết hiệp ước sơ bộ Vịnh Hạ Long. Hiệp ước thể hiện sự đồng thuận của hai bên về việc thành lập quốc gia trên cơ sở nguyên tắc độc lập và thống nhất của Việt Nam trong Liên Hiệp Pháp. Dựa vào sự kiện cụ Hoàng Bảo Đại ký kết thỏa hiệp với Pháp, đã bị cái gọi là tòa án của bọn bán nước, tay sai tàu cộng, kết tội ngài là phản quốc năm 1948. Dù chỉ là một bản án vu vơ, không có giá trị, nhưng đã khiến cho cụ Hoàng không chịu được áp lực của dư luận do bọn truyền thông bất lương đánh phá dữ dội, nên chán nản bỏ cuộc, đã giao chính quyền đầy xáo trộn cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm toàn quyền giải quyết. Dù tình hình quốc gia đầy phong ba bão táp, nhưng với tâm chính trực, trí minh mẫn và lòng yêu nước thiết tha, chí sĩ Ngô Đình Diệm đã lèo lái con thuyền quốc gia vượt qua giông bão để thành lập đệ nhất Cộng hòa. Còn toàn dân miền Nam nỗ lực tái thiết đất nước trở thành hòn ngọc Viễn Đông. Chỉ sau vài năm cầm quyền, chính Tổng thống Ngô Đình Diệm đã từng yêu cầu đồng minh Hoa Kỳ để chính quyền Việt Nam Cộng hòa và quân lực Việt Nam Cộng hòa tự điều khiển lấy cuộc chiến đấu chống Cộng sản. Nhưng Hoa Kỳ lại không chấp thuận. Do đó, sau một loạt các vụ biểu tình bất bạo động của một nhóm Phật giáo đã bị bàn tay tinh ma xảo nguyệt của Cộng sản Việt Nam trà trộn, sách động gây ra những bất ổn chính trị nghiêm trọng tại miền Nam, Tổng thống Ngô Đình Diệm cùng bào đệ Ngô Đình Nhu đã bị sát hại trong một cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 do những tên cận tướng gia nô bị mua chuộc vì làm mưu gian trá của Cộng sản. Kể từ cuộc đảo chính năm 1963, tình hình quân sự của quân lực Việt Nam Cộng hòa trở nên tồi tệ. Kể từ cuối năm 1964 đến đầu năm 1965, Cộng sản Bắc Việt đã chuyển du kích chiến sang trận chiến quy mô sau khi chúng đã chiếm được phần lớn vùng nông thôn hẻo lánh, nơi mà quân lực Việt Nam Cộng hòa khó kiểm soát được. Từ đó, chúng mới có khả năng mở rộng trận đánh lớn như tại Bình Giã, Đồng Xoài, v.v. Vì vậy, để chủ động áp dụng chiến lược sử dụng miền Nam Việt Nam như là một tiền đồn chống sự bành trướng của khối Cộng sản, Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ kể từ năm 1965 đã đưa vào chiến trường miền Nam hơn 500.000 binh sĩ GI, đồng thời cho máy bay tàu chiến ném bom quanh tạc dữ dội tại miền Bắc. Với chiến lược đó, Hoa Kỳ hy vọng giải quyết nhanh chóng cuộc chiến tranh Việt Nam vì họ quá tự tin vào tiềm lực quân sự của mình mà không tiên liệu được những khó khăn gây ra do chiến tranh du kích của Cộng sản. Theo đó, Cộng sản chỉ sử dụng những đơn vị nhỏ để phá hoại, tấn công nhanh và rút lui nhanh. Lại nữa, địch quân ít khi chịu sức đầu lộ diện, mà thường lẫn trốn trong nhà dân,
mà thường lẫn trốn trong nhà dân quê để bắt họ làm bia đỡ đạn cho chúng. Với chiến thuật này do Cộng sản áp dụng, quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân đội đồng minh rất khó phân biệt được đâu là địch và đâu là thường dân vô tội, khiến cho việc đánh trả bị hạn chế. Điều chúng ta muốn nói ở đây là sự hiện diện của quân đội đồng minh tại chiến trường miền Nam Việt Nam cũng là lý do để Cộng sản Việt Nam tuyên truyền là quân lực Việt Nam, xin lỗi, là Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta mất phần nào chính nghĩa trong cuộc chiến chống Cộng. Đây cũng là chính là thảm trạng của một nước bé nhỏ như Việt Nam Cộng Hòa trước một đồng minh hùng mạnh như Hoa Kỳ. Nếu chúng ta bị lệ thuộc hoàn toàn vào nguồn tài trợ quân sự lẫn kinh tế của họ. Việc lật đổ nền đệ nhất Cộng Hòa của nhóm tướng lãnh do Dương Quang Minh cầm đầu năm 1963 không phải là không có chủ mưu. Vì ngay sau khi cầm quyền, bọn đảo chính lập tức cho dẹp bỏ quốc sách ấp chiến lược do Tổng thống Ngô Đình Diệm chỉ đạo, tạo cơ hội cho Cộng sản trà trộn vào thôn quê quấy rối, khiến dân chúng bất an, lo sợ, giúp cho bọn Cộng sản miền Nam cài cắm gián điệp của chúng vào hàng ngũ quốc gia, gây tình trạng bất ổn chính trị. Trong lúc viện trợ quân sự và kinh tế của đồng minh dân dành cho Việt Nam Cộng Hòa ngày càng hạn chế, thì Cộng sản Việt Nam càng được Nga Tàu chi viện dồi dào về vũ khí, đạn dược, nên bộ đội Việt Cộng càng ngày càng chiếm ưu thế trên mặt địa và dễ dàng áp dụng thủ đoạn lấy nông dân bao vây thành thị, lại thêm bọn mặt trận giải phóng miền Nam là một lực lượng côn đồ tàn bạo do Cộng sản Việt Nam kết nạp tại miền Nam, cùng với những tên khoa bảng, ấu trĩ, tiết xương máu đã chạy núp bóng Cộng sản, liên tục gây bất ổn xã hội, cho đến khi Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu được bầu lên làm Tổng thống đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa ngày 1 tháng 9 năm 1967, thì tình hình xã hội tạm lắng dịu. Nhưng trên các mặt trận thì Việt Cộng đã chuyển từ du kích sang trận địa chiến. Vừa giả dạng là nông dân, lại là du kích nước dưới danh nghĩa thường dân, trốn sau đàn bà, trẻ em để tấn công quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Do đó, dù chiến sĩ chúng ta rất anh dũng và quyết liệt chống trả, nhưng mũi súng đã bị hạn chế vì thiếu đạn dược. Cuối cùng, chính phủ đệ nhị Cộng Hòa chỉ tồn tại đến ngày 21 tháng 4 năm 1975. Sau đó, Vương Văn Minh được Cộng sản Việt Nam cài cắm lên nắm chính quyền. Một cách phi pháp, không do dân bầu lên, đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975. Từ đó, đất nước ta hoàn toàn lọt vào bọn quỷ đỏ, gian đảng, Cộng sản Việt Nam, tay sai Tàu Cộng. Lần này, với thủ đoạn cực kỳ thâm độc và tàn ác hơn, lấy củi đậu nấu đậu, dùng người Việt trị người Việt, chúng dựng lên một nhà nước ma mị tên gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với một quốc hội bù nhìn do Đảng Cộng sản Việt Nam cầm đầu, đã tiêu diệt gần hết tất cả những đảng phái quốc gia, đã cầm tù sát hại những nhà ái quốc, những ai dám đứng lên đấu tranh cho sự độc lập, tự do, thịnh vượng của xứ sở. Từ đó,
Việt Nam hoàn toàn mất hẳn chủ quyền, chỉ còn là một thuộc địa của Tàu không hơn không kém. Nên chẳng còn ai dám mơ tưởng có ngày quốc gia được vãn hồi và chủ quyền đất nước được hồi sinh. Sức chống cự của sĩ phu hào kiệt đương thời dần hồi liệm dần, trí thức khoa bảng cũng khôn ngoan tìm đường quanh co với những chiêu bài đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, cho tự do tôn giáo, binh vực, dân quan, dân khiếu, vân vân, nhưng không hề dám nói đến việc đương đầu với Tàu Cộng hay triệt tiêu chế độ vô thần Cộng sản hoặc tham gia ký đạp mặt Việt Giang Hồ Chí Minh gián điệp Tàu Cộng là căn nguyên của mọi tội ác đối với nhân dân Việt Nam. Chỉ còn những nhà ái quốc quyết liệt nhất định không chấp nhận Cộng sản. Tiếc thay, họ chỉ là những phần kháng lẻ loi, một số đã bị tù đài phải bỏ trốn hoặc phải tranh đấu với những chiêu bài từ thiện, thậm chí chỉ còn với những hoạt động cứu trợ xã hội không hơn không kém. May mắn thay, trong tâm tối tuyệt vọng từ hoang tàn đổ nát đã tôi luyện sản sinh ra một chiến sĩ dân tộc gan dạ, quả cảm, có sức chịu đựng, kiên trì, có trí tuệ minh sáng, có lòng tận tụy, yêu nước, thương dân vô bờ bến. Một người có tấm lòng chân thành, giản dị, trung kiên với quốc gia. Biết lắng nghe, biết an ủi, biết chia sẻ, biết đồng cam cộng khổ, biết kết nối những bi thương, những giọt mồ hôi, những dòng nước mắt thành sức mạnh thần thánh tuyệt vời, biết gom góp những hạt cát, những giọt nước tụ trên nguồn. Từ những người con yêu quý của Tổ quốc Việt Nam đang ly hương tị tán tại nhiều nơi trên toàn thế giới và tại quốc nội, để tụ họp thành những quyết tâm chan chứa yêu thương và hy vọng. Từ trên nguồn sẽ đổ xuống để cuốn phăng đi những rác rưởi tội ác. Người làm cho rung động những con tim chân thành, những thiếu phụ khóc thầm trong đêm tối, những thanh niên thiếu nữ ưu tú của Tổ quốc, những chiến sĩ dạng dài phong xương, những người con thân yêu của mẹ Việt Nam, với niềm dạt dào xúc động, với khối óc minh mẫn, bừng sáng, lòng ái quốc tràn đầy khí thế của một Việt Nam kiên cường, bất khuất, anh dũng, đã có trên 4.000 năm văn hiến, đang trỗi dậy, sục sôi trong huyết quản. Đó là người mà dù mùa đông giá rét hay hè nóng cháy da, vẫn kiên trì miệt mài với những đồng nhiệm, những chiến sĩ quốc gia, những nhà ái quốc, những anh thư hào kiệt Việt Nam quyết tâm đấu tranh phục vụ Tổ quốc với tấm lòng yêu thương chân thành, dạt dào. Đó là người mà đồng bào đã yêu mến, nhìn nhận ban cho tước hiệu Đức Quốc Công, đã được hàng triệu người Việt Nam trên thế giới và tại nội địa tín nhiệm trưng cầu dân ý bầu lên làm Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Ngài đã cùng những nhà ái quốc triệt hạ thần tượng giả hiệu Hồ Tặc và đã đanh thép khẳng định rằng tà thiết Cộng sản ngoại nhân do Hồ Chí Minh du nhập vào Việt Nam đáng lẽ phải cáo chung từ lâu, nhưng bởi dân ta ngộ nhận, nuôi dưỡng nên họa này mới tồn tại đến hôm nay. Chỉ cần người dân đừng sợ hãi, nhìn rõ vào sự thật, không hợp tác với chúng thì Cộng sản phải tan rã.
Với một chủ trương nhân đạo, độ lượng, Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đã nhấn mạnh: những ai lầm đường biết thất tỉnh đều được khoan hồng, đại ân xá, được bảo toàn tính mạng, danh dự và tài sản hợp pháp, bỏ cộng còn việc, việc không giết việc. Đức Quốc Công cũng đã dạy rằng: đất nước là chung, không của riêng ai, điềm viên tọ thị sẽ bị nô lệ diệt vong. Dân tộc ta có quá nhiều nhân tài hiền sĩ, không thể để cho đồng bào tiếp tục chịu đau khổ, tủi nhục, cuộc sống còn thua lồi cầm thú. Đã đến lúc phải cùng nhau đem trí tuệ và tâm huyết chung vai góp sức hành động để dẹp bỏ chế độ tà quyền cộng sản, thì đất nước mới tiến vào kỷ nguyên tân dân chủ, mới đem đến cho toàn dân một cuộc sống thăng hoa, cùng nhau chung hưởng hạnh phúc, thái bình, thịnh trị. Hiện nay, Tàu Cộng đã khống chế toàn lũ đầu sỏ Cộng sản Việt Nam. Chỉ còn những tên lú lẫn, đần độn, tham lam lên cầm đầu cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội bù nhìn để lường gạt quốc dân và quốc tế. Chúng đã xả độc bô xích Tây Nguyên làm thối đất, thải cặn bã từ nhà máy Phật Bô Sa, diệt ngư trường, xả lũ gây lụt, bán thức ăn hư thối, làm gây bệnh, tuôn trùng độc Vũ Hán tạo ung thư, lại khống chế thượng nguồn sông Cửu Long, khiến cho nước biển tràn vào đồng bằng Nam Bộ. Từ từ hủy diệt mầm sống của dân ta, đã đến lúc toàn dân không thể nín lặng, phải tự chủ đứng lên mạnh mẽ dùng vùng dậy. Chỉ có người Việt Nam mới cứu được nước Việt. Xin lỗi, pha đọc này lại. Người Việt Nam mới cứu được nước Nam. Nhân vi quý, ý dân là ý trời. Tuy chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời không tự ý quyết định quốc sách, chỉ sẵn sàng tuân hành các mệnh lệnh chính đáng của toàn dân, nhưng chúng ta có chính nghĩa, có dân bầu, bao gồm những thanh niên thiếu nữ ưu tú của tổ quốc, những chiến sĩ dạng dài phong xương, những con người thân yêu của mẹ Việt Nam. Với niềm tin dạt dào xúc động, với khối óc minh mẫn, bừng sáng, lòng ái quốc, tràn đầy khí thế của một Việt Nam kiên cường, bất khuất, anh dũng, đã có trên 4.000 năm văn hiến, đang trỗi dậy, sục sôi trong huyết quản, lại có Hoa Kỳ và quốc tế song hành, đang là sự kinh hoàng của Cộng đảng. Chúng ta chính là chỗ dựa tinh thần, là chiếc phao giữa biển khơi của đồng bào Việt Nam hôm nay. Nhất định chúng ta không để cho một tên giặc cộng nào dám đạp chân lên đầu mẹ Việt Nam, không cho chúng cướp của, giết người, không cho chúng hiếp đáp người già yếu, thô bỉ với các em gái Việt Nam, không để cho chúng tàn bạo trấn áp thanh niên Việt Nam như những lao nô, không cho chúng bịt miệng dân quan, dân khiếu, không để chúng lùa dân lên rừng sâu, núi xa như bầy thú hoang. Mùa đông sắp đến để báo hiệu mùa xuân về, toàn dân đang chờ đón mùa xuân mới, xuân cộng hòa, xuân yêu thương, hy vọng và đoàn kết. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng hòa đang đem lại bình minh cho nước Việt. Toàn dân, toàn quân Việt Nam hãy chuẩn bị cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lật qua trang sử mới, vẻ vang cho nòi giống Lạc Hồng.
Xin kính chúc Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, quý tướng lãnh, đại biểu, đồng nhiệm, thành viên trong chính phủ, quý chiến nghĩa hữu Việt Nam Tân Dân Chủ, trong và ngoài nước, cùng toàn gia quyến luôn được an khang, thuận lợi, mã đáo thành công, để cùng nhau lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Cùng nhau chúng ta cất cao lời thề son sắt: dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Nguyện xin Thượng Đế Trời Phật luôn gia hộ, độ trì ban bình an và thành công cho sứ mạng diệt tiệt chế độ cộng sản của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, để đem ấm no hạnh phúc cho toàn dân Việt Nam. Trân trọng Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Ghi chú: bài viết này dựa theo lời của Đức Quốc Công đêm 23 rạng ngày 24 tháng 10 2020 trong phòng FCC. Bây giờ Pha đã đọc xong cái bài từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Bây giờ chúng ta bắt đầu giải thích cái thông báo này. Cái thông báo này cái tựa là: đáng lẽ Cộng sản Việt Nam đã bị giải tán từ lâu, vậy mà sao, tại sao cho đến hôm nay Cộng sản vẫn còn? Thì bây giờ tất cả anh chị em cũng biết là nước Việt Nam của chúng ta đó, cái tình hình đất nước rất là phức tạp. Từ khi mà Cộng sản Bắc Việt đã chiếm luôn miền Nam Việt Nam thì chúng đã hoàn toàn khống chế đất nước Việt Nam, nên tất cả người dân Việt Nam trong nước hiện nay đang sống dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà Cộng sản Việt Nam đã tẩy não tất cả thanh niên, những người mà chủ lực của đất nước đó. Tại vì tất cả thanh niên học sinh là cái khối lực đó đó, có thể lật đổ chế độ mà cũng có thể dẹp bỏ chế độ. Vì nó biết như vậy nên nó đã tuyên truyền tẩy não, nên tất cả anh chị em sống sanh sao đẻ muộn, tức là sau khi nó cướp chính quyền miền Nam Việt Nam đó, hay là ở ngoài miền Bắc trước đó, thì nó đã áp dụng, nó tuyên truyền để cho tất cả những thanh niên học sinh đều tưởng cái gì của Cộng sản cũng đều tốt đẹp cả, còn của Việt Nam Cộng Hòa thì không có tốt. Thì bây giờ tất cả anh chị em cũng biết rồi, họ cứ tin vào Đảng, cái gì cũng để Đảng lo, nghèo đói gần chết luôn, nhưng mà vẫn là Đảng. Thì anh chị em đã bị chiêm nhiễm bởi những cái tuyên truyền láo xạo của Cộng sản Việt Nam, nên anh chị em tin nó là thật. Thì dĩ nhiên Cộng sản Việt Nam vẫn tồn tại. Rồi á, thì lại là tuyên truyền Hồ Chí Minh là cha già dân tộc, mà trong khi Hồ Chí Minh á, là một tên gián điệp tạo cộng, đã gài vào đất nước Việt Nam chúng ta, muốn thôn tính cái nước Việt Nam để biến nước Việt Nam thành một quận lỵ của Tàu. Như vậy thì nếu mà anh chị em không chấp nhận Cộng sản Việt Nam, không chấp nhận Hồ Chí Minh, thì dĩ nhiên Cộng sản đã tan rã. Nhưng mà ngược lại thì rất là nhiều người vẫn còn tin vào tên Việt Giang Hồ Chí Minh này, mà tên Việt Giang này là người Tàu, không phải người Việt. Nên mà Pha khuyên tất cả anh chị em nào mà còn gọi Hồ Chí Minh là cha già dân tộc là tội phản quốc. Tôi là một đại biểu của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, cùng với Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân triệt tiêu chế độ Cộng sản Việt Nam. Nên tôi nói cho tất cả anh chị em biết, ai mà còn tin vào Cộng sản Việt Nam, ai còn gọi Hồ Chí Minh là cha già dân tộc là tội phản quốc, anh chị em có tin hay không là chuyện của anh chị em. Nhưng mà Chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trở về thì anh chị em sẽ biết là anh chị em có phải là tội phản quốc hay không. Tại vì rõ ràng Tàu
người Tàu mà chúng ta gọi là cha già dân tộc, vậy chúng ta không biến cái nước của mình thành là nước Tàu hay sao? Vậy là chúng ta dâng cái đất nước của mình cho Tàu. Vậy thì người Việt làm như vậy là đã phản quốc rồi. Cái tội phản quốc không có nhẹ. Nên tất cả người Việt Nam của chúng ta phải xác nhận mình là người Việt Nam, người Việt quốc gia chân chính. Không có chấp nhận Cộng sản, cũng không chấp nhận Hồ Chí Minh. Tại Cộng sản Việt Nam là làm tay sai cho Tàu Cộng. Mà Tàu Cộng thì muốn nuốt chửng cái nước Việt Nam. Vậy thì anh chị em còn tin vào Hồ Chí Minh, anh chị em còn tin vào Cộng sản Việt Nam. Nên Cộng sản Việt Nam nó mới tồn tại cho đến hôm nay nè. Vì nó nhồi nhét được anh chị em tin vào những gì nó nói, mà anh chị em không tin những gì mà thực tế, mà sự thật. Tức là nước Việt Nam của chúng ta là Việt Nam Cộng Hòa, bị Cộng sản Việt Nam nó đã cướp miền Nam Việt Nam. Có nhiều người lại hỏi là Việt Nam Cộng Hòa ở đâu vậy? Nước Việt Nam Cộng Hòa ở đâu? Cờ ở đâu anh chị em? Như vậy nếu mà ai đã hỏi như vậy là đã bị Cộng sản nó nhồi đến đổ mà cái não của mình nó không còn một chút thông minh luôn á. Cờ là thời vua Thành Thái, cờ là hoàng kỳ chính nghĩa quốc gia, tức là cờ vàng ba sọc đỏ. Nếu ai mà dùng cái cờ khác là không phải người Việt Nam. Cờ đỏ sao vàng là cờ của Phúc Kiến. Thì anh chị em có muốn biết cờ một hồi nữa Pha sẽ đọc lại cái bài thông báo cho anh chị em biết là cờ nó từ đâu và cờ như thế nào. Từ thập niên năm 1945 cho tới năm 1954, Việt Nam chịu áp lực kinh tế, quân sự, chính trị về ba phía, tức là thực dân Pháp, Trung Cộng và Việt Giang, tay sai Tàu Cộng. Thì tất cả chúng ta đều nằm ở, nè nếu theo Tây á, thì bị Cộng sản Tàu và Việt Cộng nó bức hại. Tức là theo Pháp đi, thời đó là có ba phía, thực dân Pháp, Trung Cộng và Việt Giang, thì tay sai Tàu Cộng. Nếu mà theo Tàu đó, theo Tây á, tức là theo Pháp, thì lại bị Việt Giang và Tàu Cộng bức hại, là mang tiếng là đem cẳng cổng rắn cắn gà nhà. Còn nếu ngã theo Cộng sản á, thì trở thành những tên du kích khát máu. Như vậy thì anh chị em nằm giữa ba cái này, anh chị em lọt vào đâu? Vô con đường nào cũng chết hết á, không có góc đầu nổi. Còn những đảng phái chính trị mà thành lập mà ta yêu nước á, người ta không ngã về bên nào á, thì chúng ta nghe nổi tiếng nhất á là Việt Nam Quốc dân đảng hay Đại Việt. Thật ra thì Pha cũng không có hiểu hết mấy cái này, tại vì hồi lúc đó Pha không bao giờ mà thích nghiên cứu chính trị cả. Nên Pha chỉ biết là có thực dân Pháp vào chiếm Việt Nam. Nhưng mà chúng ta chỉ biết là họ vào, họ thích cái đất nước Việt Nam, trù phú của chúng ta thì họ vào, họ cướp. Nhưng mà quanh chính trị thì tất cả Cộng sản Tàu và Việt Giang nó cũng thèm luôn cái đất nước Việt Nam. Nên nó cả ba phía vào để ngậm nhấm cái đất nước Việt Nam. Thì dĩ nhiên chính trị nó phức tạp và nó nhiều phe phái. Nếu mà nghe đọc cái bài này á, Pha không có tưởng tượng là đất nước Việt Nam chúng ta nó rối loạn về đủ thứ mọi mặt. Một đất nước mà về cả ba phía như vậy, thực dân Pháp, Trung Cộng và Việt Giang, tức là tay sai của Cộng sản. Thì anh chị em nghĩ cái đất nước của mình như thế nào? Ba phía như vậy thì những người yêu nước, những đảng phái chính trị khác, họ thành lập chính phủ mà họ không có trường nào huấn luyện, không có thiếu thốn đủ thứ phương tiện về mặt chiến lược, mưu lược. Tức là họ tự thành lập ra những nhóm nào để mà có thể chống lại. Mà cứ làm thì cũng âm thầm chứ không có dám để mà công khai. Nếu công khai thì nó diệt tiệt luôn, thì kể như mầm mống nó không còn. Mà rốt cùng thì tất cả những người chiến sĩ và những đồng bào yêu nước đó cũng bị thảm sát.
mà không có quốc tế nào can thiệp. Nên chúng ta thường mà nghe mà thời rất là lâu là thực dân Pháp nó đã chém đầu rất là nhiều người mà thành lập những cái đảng phái để mà chống lại Pháp. Mà lại chặt đầu không mới ghê chứ. Nên nó rất là phức tạp giữa cái tình hình chính trị thời Pháp. Nó đã ba bốn phe như vậy, theo bên nào cũng chết. Thì một chút nữa chúng ta giải thích cái này xong, chúng ta gom lại một lượt để chúng ta nói về đất nước Việt Nam. Đây là một bài học xương máu cho dân tộc Việt Nam, để chúng ta rút rỉa kinh nghiệm từ thời thực dân Pháp cho đến hôm nay. Rồi cái thời đó là thời cụ Bảo Đại. Chắc ít nhiều gì chúng ta cũng học lịch sử, chúng ta cũng biết. Thì cụ Hoàng Bảo Đại là người, hay là chúng ta kêu bằng vua Bảo Đại, thời đó có người kêu bằng, tức là một người có thể đấu tranh giành độc lập và thống nhất được quốc gia đó, mà vẫn không có làm gì được. Tại vì phe Cộng sản Tàu, Hồ Chí Minh, nó đã trà trộn, nó làm đủ thứ hết đó. Nên đó, rốt cùng thì chúng ta cũng không có làm gì được. Thì cụ Hoàng Bảo Đại này cũng bị Hồ Chí Minh nó cướp chính quyền. Khi đã thành lập cái chính phủ quốc gia mà không có thể tự chủ, tức là không có một mình. Khi mà thành lập một chính phủ mà không có một mình tự đứng, tự làm lên, mà phải dựa vào cái khối Liên Hiệp Pháp. Rồi đổi từ Thủ tướng Trần Trọng Kim cho đến Thủ tướng Trần Văn Xuân, rồi Trần Văn Hữu và Nguyễn Văn Tâm, Bủ Lộc. Để rồi Cộng sản tuyên truyền biến cái chính phủ quốc gia trọng yếu này là thành một chính phủ bù nhìn. Tức là có chính phủ nhưng mà rốt cùng không có làm gì được cho đất nước Việt Nam. Không có đem độc lập tự do, cũng không có dẹp được Cộng sản, cũng không dẹp được Tây cả. Không, tất cả không làm gì được đó. Mà làm cho cái chiêu bài của thực dân Pháp nó hợp thức quá để xâm lược Việt Nam. Thì cái trường hợp này nó giống như chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Bây giờ bắt đầu chúng ta nói cụ Hoàng Bảo Đại đó thì thành lập một chính phủ quốc gia nè. Nhưng mà rốt cùng bị áp lực rất là nhiều phía. Rốt cùng thì cái chính phủ đó bù nhìn, không làm gì được hết. Thì bây giờ cái trường hợp này có giống chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời hay không? Do ba thế hệ đã công khai thành lập chính phủ tại Trung tâm Người Việt Trị Nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ, cùng với 27 nước Âu Châu, và có công hàm liên lạc để hợp tác, mà cũng bị Việt Giang và Cộng sản tuyên truyền là tự phong. Tức là nói chính phủ của chúng tôi là chính phủ ma. Bây giờ chúng ta lược qua cái, chúng ta sẽ kết luận lại. Nhưng mà chính phủ ma mà 30 năm vẫn tồn tại. Rồi Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân khai sáng nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Tức là hiện nay Tổng thống Đạo Minh Quân của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, do người dân bầu lên hơn 6 triệu phiếu, đã trở thành Tổng thống của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Nếu mà Cộng sản nó có thể đánh phá được chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời này đó, thì chính phủ này đâu có còn tồn tại cho đến hôm nay. Bây giờ chúng ta đã thấy cụ Hoàng Bảo Đại cũng thành lập chính phủ, nhưng mà bị rất là nhiều phía bị áp lực tuyên truyền, thành ra đó đã đổi rất là nhiều thủ tướng, nhưng mà rốt cùng rồi cũng thất bại, tức là làm một cái chính phủ bù nhìn. Rốt cùng thì lại làm cho Pháp nó hợp thức quá để mà chiếm xâm lăng nước Việt Nam. Thì rốt cùng cụ Hoàng Bảo Đại có thành lập chính phủ nhưng mà vẫn không tồn tại, không đứng vững. Thì đây, bây giờ chúng ta so sánh chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Hiện nay tôi là đại biểu trong chính phủ này, và tổng thống là tổng thống của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Tại sao chính phủ này 30 năm vẫn còn tồn tại, mà Cộng sản Việt Nam nó hay rêu rao ở trong nước đó, nó nói là chính phủ này tự xưng nè, tổng thống này tự xưng nè, thủ tướng nè, rồi chính phủ này ma. Nhưng mà tại sao mà chính phủ này ma mà chính phủ này vẫn còn tồn tại hoài không có biến mất? Đúng ra nó ma thì nó đâu có thật, mà nó không có thật thì nó sẽ bị dẹp bỏ. Anh chị em có thấy là
và đang lại chim trong di thật là cộng không? Nè, cộng sản nó tuyên truyền là chính phủ này tự phong, chính phủ ma, tổng thống này tự phong, nhưng mà lần này nó đã thua rồi. Anh chị em bốn thấy bốn chữ di thật là cộng, phát thường hay live stream trong di thật là cộng, và bốn chữ này độc nhất vô nhị, chỉ có chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có mà thôi, không có ai dùng cái chữ này. Anh chị em lên tất cả trên cái Facebook, anh chị em kiếm coi có ai dùng hai bốn chữ di thật là cộng không. Duy trì sự thật để lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam, chính phủ này có thật, người thật, việc thật, đấu tranh thật, tổng thống thật, công hàm thật, song hành thật, tất cả cái gì cũng thật, nên nó mới tồn tại 30 năm. Nếu nó không thật thì nó làm sao nó đứng vững? Chính phủ này nó đứng vững như một cây cổ thụ, nên lần này Cộng sản Việt Nam đừng có hòng mà có thể mà tuyên truyền láo xạo giống như thời mà cụ Hoàng Bảo Đại, làm cho cái chính phủ nó lung lay rốt cùng nó như bù nhìn. Thì bây giờ anh chị em đã thấy chính phủ này 30 năm vẫn còn chứ. Và tổng thống kêu gọi anh chị em chuẩn bị lật qua trang sử mới của dân tộc Việt Nam. Vậy thì nó có giả không vậy? Nó giả sao nó vẫn tồn tại mà nhớ nó đang tiến về Việt Nam. Nên tất cả người dân Việt Nam chúng ta hãy thức tỉnh, hãy bình tĩnh. Hãy nhận ra đúng sai thiện ác chánh tà. Để chúng ta biết cái con đường nào chúng ta phải chọn. Một là tương lai tươi sáng hay là địa ngục trần gian mà anh chị em chung túng Cộng sản Việt Nam. Bây giờ chúng ta lượt lại. Nếu mà thời năm 1945, bắt đầu từ việc cụ trùm mật thám Pháp Đông Dương là Concept đã tiếp xúc với cụ Hoàng Bảo Đại tại Hồng Kông năm 1947, đã ngỏ ý là hỗ trợ cho ngài về nước nắm quyền, nên có cái giải pháp Bảo Đại ngày 7 tháng 12 năm 1947 đã họp trên tàu chiến của Pháp Vịnh Hạ Long để Bảo Đại đàm phán và ký kết Hiệp ước Vịnh Hạ Long. Và hiệp ước này thực hiện tức là hai bên về việc thành lập chính phủ trên cơ sở nguyên tắc là độc lập và thống nhất của Việt Nam Liên Hiệp Pháp. Thì nếu mà Pha hiểu cái này đó, là tức là Pháp nó kêu cụ Hoàng Bảo Đại ký kết với nó hỗ trợ để cho ông nắm quyền. Nhưng mà nếu mà ông lên nắm quyền chắc chắn là bị Pháp nó lèo lái hết rồi. Tức là chúng ta là bù nhìn mà thôi. Hồi nãy anh chị em đã thấy là một chính phủ bù nhìn. Bây giờ nếu mà Pháp nó kêu bây giờ tôi sẽ đưa ông về nước nắm quyền, nhưng mà tất cả là nó đã nắm hết thiệt. Nó y chang như bây giờ Cộng sản Việt Nam đang làm đó. Cộng sản Việt Nam nó đang cầm quyền dân tộc đất nước Việt Nam, nhưng mà sau lưng của nó là Tàu Cộng đó. Thì ngày xưa đó, Cộng sản Việt Nam nó đứng đi kêu Tàu qua để đánh Việt Nam đó. Nên bây giờ nó phải trả giá cái sự mà nó nhờ nhỏi người khác. Thì đây cũng vậy mà thôi. Theo Pha hiểu đây, Pháp nó cũng muốn gài cho cụ Hoàng Bảo Đại làm như vậy đó. Rồi, thì cụ Hoàng Bảo Đại ký kết, nhưng mà rốt cùng á, thì lại bị cái tòa án của Cộng sản bán nước, tức là tay sai Tàu Cộng, nó kết tội ngay là phản quốc năm 1948. Tức là một cái vụ án du dơ không có giá trị, nhưng mà rốt cùng thì cụ Hoàng không có chịu được áp lực của dư luận với những cái truyền thông bất lương mà đánh phá dữ dội, thì lại bỏ cuộc bàn giao chính quyền đầy phức tạp cho Thủ tướng Ngô Định Diệm toàn quyền giải quyết. Thì anh chị em thấy, bây giờ thấy nếu mà cụ Hoàng Bảo Đại này nè không có chịu nổi sự đánh phá dữ dội của truyền thông rồi chán nản bỏ cuộc, như vậy thì chúng ta ngược lại với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ha.
chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời cũng bị đánh phá dữ dội, mà anh chị em thấy bây giờ cũng vẫn đánh, mà đánh đánh hoài, đánh hoài hình như là chưa mệt. Nhưng mà chính phủ này có bỏ cuộc không vậy? Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân có bỏ cuộc không? Có dẹp bỏ chính phủ này hay không? Hay vẫn tiến thẳng về Việt Nam? Đó là nổi lên một người có bản lãnh đó, một người có trí tuệ và một người có lòng sắt đá. Tức là không làm thì thôi, mà làm là phải làm cho được. Và khi mà Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, là đã biết mình gánh trên vai một trách nhiệm rất là quan trọng, cả một đất nước, cả một dân tộc. Mà một người nếu mà đã biết cái trách nhiệm nó nặng nề như vậy, mà đã nhận thì phải làm, mà nếu không làm thì ai làm? Thành ra là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân khi đã nhận, với một người mà đầy bản lãnh đó, tức là yêu đất nước Việt Nam, thương đồng bào, nên khi nhận là phải làm cho được. Mà làm cách nào? Trước một cái tập đoàn Cộng sản Tàu đó, nó sau lưng Cộng sản Việt Nam đó, thì dĩ nhiên một người lãnh đạo là một người tìm ra cái phương cách để mà giải cứu đất nước. Thì Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã lui xèo sa mạc sau khi nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ngày 16 tháng 2 năm 1991, đã vào sa mạc 20 năm, hơn 20 năm ở đó để tìm sách lược, chiến lược và cũng áp dụng luôn là giường không nhà trống, để cho Cộng sản Việt Nam nó nghĩ là cái chính phủ này nè nó nhỏ lắm. Thành lập xong rồi ông thủ tướng này ổng cũng trốn đâu mất tiêu à, không có thấy gì cả. Để cho Cộng sản Việt Nam nó nghĩ là không có ai đe dọa đến cái chế độ của nó. Nên nó cái bành trướng, nó chạy hết qua Mỹ luôn, gom hết tiền chạy qua Mỹ. Tức là đem qua đó để nghĩ là bây giờ ta giàu rồi, ta phải đi kiếm cái chỗ mà gửi tiền, người ta kêu bằng giấu tiền đó, mình nói là giấu tiền, bây giờ phải đem đi chỗ giấu, mà giấu ở đâu là quan trọng nhất. Thì ở trên thế giới này có nước Mỹ là cường quốc số 1 trên thế giới, mà ai cũng thích đô Mỹ cả. Nước Úc này không ai thèm nói, tại nó nhỏ quá này, nó không có trên trường quốc tế, mà cái đồng đô Úc này nó quan trọng. Dĩ nhiên là Cộng sản Việt Nam nó ung dung tự đắc, nó đem tiền gửi qua bên nước Mỹ. Đó là cái giường không nhà trống đó, mà ngày xưa mà chúng ta hay nghe những bậc tiền nhân đó mà đang tìm cái sách lược, nhất là Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Thì anh chị em thấy Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân không làm thì thôi, mà phải làm là làm tới cùng, chứ không như là bây giờ chúng ta thấy Vua Bảo Đại không có chịu nổi áp lực mà cứ thay đổi thủ tướng này tới thủ tướng kia, mà rốt cùng cũng không có ông thủ tướng nào có thể nắm và đứng vững để một chính phủ để có thể đem độc lập thống nhất cho đất nước, thì rốt cùng thì cũng như không. Nên chúng ta thấy cái đó là bằng chứng trong lịch sử, trong quá khứ. Thì chúng ta so sánh lại, chúng ta thấy nếu mà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời không phải là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo đó, nó đã tan rã từ lâu rồi. Phải dám chắc như vậy, nó tan rã từ lâu. Tại sao nó phải tan rã từ lâu? Tại vì một người khác, tức là một người không có đủ kiên trì và cũng không đủ bản lãnh. Chúng ta không biết người đó là ai. Nếu thí dụ mà cái chính phủ này thành lập bằng một người khác, thì cái người đó có đủ bản lãnh, có thể tìm ra cái sách lược chiến lược, có tìm ra cái phương cách để giải thể Cộng sản Việt Nam hay không? Bây giờ anh chị em chắc cũng ít nhiều gì cũng nghe ở hải ngoại này, cũng có mấy cái chính phủ mà nhỏ đó, bây giờ từ từ nó biến đâu mất hết rồi. Một chính phủ phải làm cho cái chính phủ đó lớn mạnh và phải đứng vững, thì chúng ta phải làm gì? Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân vào sa mạc là để tìm cách đó, để tìm cách để có sự hậu thuẫn của quốc tế, đi vận động quốc tế làm sao để cho họ song hành với chúng ta. Chứ bây giờ Tổng thống nhận trọng nhiệm xong rồi Tổng thống làm gì đây? Anh chị em, nếu anh chị em nhận cái trọng nhiệm Chính phủ Quốc gia Việt Nam làm thì anh chị em làm gì? Làm sao để anh chị em giải thể Cộng sản mà cứu người dân Việt Nam,
mà sau lưng nó là tập đoàn Cộng sản Tàu. Thì dĩ nhiên nếu chúng ta muốn trừ khử một cái tập đoàn mà mạnh như vậy, chúng ta phải mạnh hơn nó nữa. Anh chị em muốn trị cái gì á, mà anh trị tiệt nó thì anh chị em phải mạnh hơn nó. Giống như thuốc vậy đó. Bây giờ anh chị em nghĩ đó, anh chị em uống thuốc. Bây giờ anh chị em uống thuốc nóng lạnh nhức đầu, mà bệnh của anh chị em á là không phải nóng lạnh nhức đầu, mà bệnh nặng hơn thì phải có thuốc nặng hơn. Đối với Pha là vậy. Pha là nôm na giải thích như vậy. Thì Cộng sản Việt Nam sau lưng là Tàu Cộng, tức là nó không nhỏ, mình kêu là tập đoàn Cộng sản quốc tế. Hồi lúc trước là có Liên Xô, bây giờ Liên Xô đã sụp đổ. Như vậy thì anh chị em lấy cái thuốc gì để trị Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng? Chúng ta phải mạnh hơn nó. Hiện nay Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời song hành 27 quốc gia Âu Châu cộng với Mỹ và có Liên Hiệp Quốc. Vậy thì anh chị em nghĩ là nguyên một khối tự do này có khắc chế được Cộng sản Tàu hay không? Trong khi Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã dạch mặt cái tên Việt Giang Hồ Chí Minh là gián điệp Tàu Cộng tại UNESCO rồi, cùng với những nhà ái quốc. Như vậy thì chúng ta cái gốc cây Cộng sản, chúng ta đã biết là cái nguyên do, cái sự khổ đau của đất nước Việt Nam. Thì vậy chứng minh là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh có đầy đủ trí tuệ và bản lãnh rồi. Trước nhất thì chúng ta xem làm sao cái nguồn gốc của Cộng sản là như thế nào, và cái nguyên nhân đau khổ của đất nước Việt Nam, tìm ra cái nguyên do. Khi mà tìm ra cái nguyên do rồi thì rất là dễ. Cả Mỹ, tức là một cường quốc trên thế giới, còn chưa biết Hồ Chí Minh là gián điệp Tàu Cộng gài trong đất nước Việt Nam của chúng ta. Chính là Hoa Kỳ còn chưa biết mà. Vì Hoa Kỳ không biết Cộng sản Tàu nó gài Hồ Chí Minh, nên anh chị em thấy là họ đem rất là nhiều vũ khí, nhiều người để đánh với Cộng sản Việt Nam, với Tàu Cộng. Mà anh chị em thấy là rốt cùng thì thế nào? Mỹ cũng rút quân về, bỏ Việt Nam Cộng Hòa bị mất. Bây giờ nói về Chính phủ, nếu một người không có bản lãnh, không có kiên trì, không có hy sinh, không có thông minh tài trí, không có trí huệ, thì không bao giờ đứng vững khi mà chúng ta bị đánh phá dữ dội về nhiều mặt trận khác nhau. Cộng sản Việt Nam dĩ nhiên nó không muốn cho chúng ta, chính phủ của chúng ta ngôi đầu dậy. Tại vì khi mà chính phủ bừng sáng và mạnh thì dĩ nhiên chế độ Cộng sản Việt Nam sẽ tan rã. Đó là cái thế mạnh của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Có cả một khối tự do để khắc chế Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam. Bây giờ anh chị em đã thấy ông Trump rất là cương quyết để dẹp bỏ Cộng sản Tàu. Như vậy thì chúng ta có ưu thế nên chính phủ mới tồn tại cho đến hôm nay. Còn nếu không nó tan rã từ lâu rồi. Như vậy thì anh chị em thấy là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa với sự lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân có phải là làm đe dọa cái chế độ Cộng sản Việt Nam hay không? Bây giờ nó rung rinh hay là cho nó là nó rung như con cua nướng vậy đó. Đó là lượt qua để làm bằng chứng cho anh chị em thấy là ai cũng có tấm lòng để thành lập chính phủ, nhưng mà nó có tồn tại được hay không là do cái người lãnh đạo. Chúng ta làm gì chúng ta phải có một người thông minh tài trí và phải có lập trường chống cộng và kiên trì và cương quyết thì mới nắm vững một cái vị thế mà người ta đảm nhận. Còn nếu mà chúng ta không đủ bản lãnh thì chúng ta sẽ bị người khác đánh bại mà thôi. Vì cái chỗ mà muốn cho nó đứng vững thì một người đó phải tìm ra cái gì chống cho nó thật là mạnh cái chính phủ này. Thì 27 nước Âu Châu và Hoa Kỳ là đã đủ mạnh rồi để đối đầu cùng Cộng sản Tàu. Bây giờ chúng ta lặp lại. Rồi rốt cùng á, thì cụ Hoàng Bảo Đại đã không có chịu nổi áp lực nên mới giao cái chính quyền lại cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Mà lúc đó là nó rất là xáo trộn,
không tình hình chính trị phức tạp, đầy phong ba bão táp, nhưng mà Tổng thống Ngô Đình Diệm là một người cũng có tấm lòng yêu nước giống như Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Vì có tấm lòng, có tâm, có đức mà có lòng kiên trì nên đã lèo lái con thuyền quốc gia vượt qua rất là nhiều chông gai để thành lập đệ nhất Cộng Hòa, tức là đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Rồi người dân cùng với người dân tái thiết lại đất nước nên Việt Nam mới có Hòn Ngọc Viễn Đông. Mà ở Sài Gòn chúng ta đều nghe Sài Gòn xưa là Hòn Ngọc Viễn Đông, còn hôm nay thì Sài Gòn nó thành một biển nước rồi. Rồi Tổng thống Ngô Đình Diệm đó là đã yêu cầu đồng minh, tức là Hoa Kỳ thời đó, để cho Việt Nam Cộng Hòa và quân lực Việt Nam Cộng Hòa tự điều khiển để chống lại Cộng sản. Nhưng mà rốt cùng thì Hoa Kỳ không có chịu. Rốt cùng thì biểu tình khắp nơi xáo trộn cả. Rốt cùng thì Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị sát hại do Cộng sản. Những tướng mà bị Cộng sản mua chuộc đó. Rốt cùng thì quân mình đánh quân ta, rốt cùng gây cho đất nước Việt Nam tan thương và mất đi một người có tấm lòng yêu nước giống như Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đây là cái bài học xương máu để cho tất cả chúng ta lược lại lịch sử để đừng bao giờ để tái diễn một lần nữa. Nếu mà chúng ta cứ tái đi tái lại mà đất nước Việt Nam giống như một bãi chiến trường từ năm 1945 cho đến năm 1975, thì cái tình hình chính trị phức tạp và nhiều phe phái giành giật quyền thống trị, thành ra tất cả đã dẫn đưa nước Việt Nam chúng ta, tức là miền Nam Việt Nam, đã lọt thẳng vào tay của Cộng sản Việt Nam và sau lưng là Tào Cộng. Đây là một bài học để mà chúng ta thấy trước có trước mới có sau, và rút rỉa từ những kinh nghiệm xương máu đó đó mà Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân muốn cho người Việt Nam chúng ta phải tự đứng lên, tức là chúng ta phải tự cường. Tuy rằng chúng ta song hành, tức là chúng ta đi song song, nhưng mà Hoa Kỳ nó có quyền lợi của Hoa Kỳ, mình có quyền lợi của mình đi song hành chứ mình không có lệ thuộc. Mình lệ thuộc là khác. Thí dụ như Pháp muốn thành lập chính phủ với cụ Hoàng Bảo Đại, nhưng mà là khác với chúng ta. Đất nước Việt Nam chúng ta có tài nguyên, có kho dầu khổng lồ tại Biển Đông, có kho tàng, có tất cả những tài nguyên. Những cái tài nguyên đó đó thì nước nào cũng muốn hợp tác với chúng ta làm ăn. Thí dụ như họ muốn ký hợp đồng để khai thác dầu khí chẳng hạn. Đó là quyền lợi của họ. Họ giúp mình để họ được cái quyền lợi của họ, chứ mình không có lệ thuộc họ. Đây là cái mà Đức Quốc Công Tổng thống không bao giờ muốn lệ thuộc. Nên kêu tất cả toàn dân Việt Nam chúng ta hãy mạnh mẽ lên, nói lên tiếng nói của mình, để mà Tổng thống dùng công pháp quốc tế, đây là tiếng nói của người dân, để giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam. Chứ chúng ta không lệ thuộc vào một quốc gia nào cả. Đây là bài học xương máu trước năm 1000. Từ năm 1945 cho đến 75. Vì chúng ta lệ thuộc vào quá nhiều quốc tế thì khi mà người ta bỏ thì mình chết. Và thí dụ cho anh chị em hùng hạp làm ăn với người ta. Mà nếu anh chị em không có vốn, tức là anh chị em bằng người ta đi. Và phải thí dụ nha, đây là thí dụ cho anh chị em thấy bài học xương máu này nè. Để cho anh chị em hãy đứng lên, hãy mạnh mẽ đứng lên, nói lên tiếng nói của mình để chúng ta tự trị. Nước Việt Nam chúng ta tự lập, không lệ thuộc vào quốc gia nào. Họ muốn làm thì quyền lợi của họ, họ chịu làm thì làm, không thì thôi. Bây giờ anh chị em mở một công ty. Công ty đó 100 ngàn thôi, mình nói 100 ngàn, mỗi một người 50 ngàn. Thì dĩ nhiên ngang ngang với nhau, mà nhiều khi chúng ta phải dự bị để chuẩn bị, nếu một người kia họ bỏ thì sao? Pha không bao giờ thích hùng hợp làm ăn. Là tại sao?
Hồi trước là ông xã của Phật rất là thích làm ăn. Phật nói nếu Phật không có đủ vốn, đủ tiền, Phật không làm ăn. Mà thật ra là Phật cũng không thích làm ăn. Nếu mà chúng ta hùn hạp thì dĩ nhiên là những người không có vốn họ cũng muốn đứng lên. Nhưng mà họ thông minh, họ làm ăn hùn hạp như thế nào để mà họ không bị lệ thuộc người khác. Tại vì Phật thấy nhiều bạn bè của Phật như thế này nè. Mỗi một người phân nửa vốn thì cái việc đó là công bằng. Nhưng mà khi vô làm ăn không khá, họ sẽ bỏ chạy. Họ sẽ bỏ chạy thì anh chị em làm sao? Anh chị em có một người phân nửa, một người 50 ngàn, xong rồi bây giờ vô làm họ không thấy, họ nói bây giờ tôi muốn sang. Tại tôi không làm được, tôi không thấy có ăn. Thì anh chị em có tiền đâu để anh em lấy luôn cái phần kia. Thì rốt cùng á, là người ta đem bán thì anh chị em bán rẻ bán mắc thì anh chị em cũng lỗ. Mà anh chị em lấy sang luôn cái phần người ta thì anh chị em có tiền. Rốt cùng thì cái công của mình là công con cấp. Thì rốt cùng chúng ta đã lâm vào cái cảnh mà không có thể làm ăn được. Thì bây giờ chúng ta ngược lại nói về chính phủ. Một chính phủ chúng ta có thế quốc tế, họ song hành là quyền lợi của họ. Chứ không phải là họ là mình lệ thuộc, mình không lệ thuộc vào bất kỳ một nước nào. Bài học xương máu từ năm 1945 cho đến năm 1975. Đây là bài học mà Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là người học rất là kỹ. Nếu Tổng thống không học được những cái này, làm sao Tổng thống có thể cứu nước Việt Nam? Không lẽ chúng ta tái đi tái lại là chúng ta phải lệ thuộc vào ngoại bang đi, mà nói như vậy đi. Tức là ngoại những người mà ta dựa vào mà người ta phải nắm đầu cái cổ mình á. Thì rốt cùng mình cũng như xưa, rồi rốt cùng mình không làm gì được. Nên cũng giống như làm ăn. Anh chị em làm ăn, anh chị em phải có tư thế mạnh. Nếu người ta bỏ anh chị em cũng vẫn một mình anh chị em làm được. Nên Pha nói là Pha ghét, nhất là làm mà hùng hạp. Nếu mà Pha là người hùng hạp với người ta làm ăn, Pha thí dụ hồi nãy là mỗi một người 50 ngàn đô, thí dụ nha, thì Pha phải có thêm 50 ngàn đô ở một bên đó. Khi mà người ta vô người ta làm không được, người ta sang, người ta bỏ, biết đâu là người ta sẽ bị lỗ, Pha sẽ có tiền, Pha sang luôn cái phần đó. Như vậy Pha mới làm ăn, Pha mới hùng với người ta. Còn nếu như Pha chỉ có 50, người ta cũng 50, tới chừng người ta bỏ chạy, rốt cùng thì chúng ta bị thiệt thòi. Giờ chúng ta muốn mua luôn cái phần của người ta, chúng ta cũng không có tiền. Nên đó, làm ăn cũng giống như đất nước mình vậy mà thôi. Bây giờ Tổng thống đã chuẩn bị tất cả, không để cho Hoa Kỳ hay bất kỳ một nước nào có thể điều khiển nước Việt Nam. Chúng ta phải tự trị. Nên Tổng thống Đào Minh mới kêu gọi anh chị em tham gia trưng cầu dân ý đó. Tham gia trưng cầu dân ý là để anh chị em nói lên tiếng nói của mình, lòng dân. Mà khi chúng ta có lòng dân, chúng ta đã tự đứng lên. Khi mà chúng ta lấy lại chủ quyền đất nước, lấy bằng cái lá phiếu, lấy bằng lòng dân, chứ không phải là chúng ta lấy bằng lệ thuộc của người khác. Thí dụ, nếu Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh không có biết trong đất nước Việt Nam mình có cái kho dầu khí khổng lồ ở Biển Đông, hay là những kho tàng vô giá, những cái tiềm tàng của đất nước Việt Nam, thì chúng ta không biết những cái đó, thì chúng ta làm cái gì để chúng ta nói với quốc tế là chúng tôi có những tài nguyên này. Các người song hành với chúng tôi là các người có lợi đó. Các người có thể khai thác dầu khí tại Biển Đông, ký hợp đồng, giá sòng phẳng đàng hoàng. Khai thác những cái gì quý giá của nước Việt Nam cũng vậy thôi. Nên cái đó là thế mạnh của chúng ta, là chúng ta có tài nguyên. Chúng ta có đường hàng hải, tất cả đồng minh phải đi ngang qua đường hàng hải tại Biển Đông. Như vậy thì có phải họ phải trả thế cho chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm thời, tức là Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Khi mà chính phủ này trở về thì cái chữ chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm thời không còn nữa, là chỉ là Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì chúng ta có kho dầu khí tại Biển Đông, chúng ta có đường hàng hải, chúng ta có tài nguyên quốc gia. Như vậy thì họ song hành với chúng ta, họ có lợi hay là có hại? Bây giờ nếu mà anh chị em không tin, anh chị em hãy bỏ phiếu trưng cầu dân ý thật là nhiều để ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân về nắm chính quyền. Xong rồi anh chị em sẽ thấy
tất cả đồng minh phải ký hợp đồng với chúng ta để khai thác những tài nguyên quốc gia, kho dầu ở Biển Đông. Tất cả những gì mà họ có thể làm là vì quyền lợi của họ, chứ không phải là chúng ta lệ thuộc họ. Bây giờ pha thí dụ cho anh chị em nha. Nếu đất nước Việt Nam chúng ta cần phải mở đường, tức là đào hầm cầu ở trên. Tại vì sau này nếu mà chạy xe du lịch thì chúng ta phải cần rất là nhiều đường xá. Chứ bây giờ anh chị em thấy nước Việt Nam mà thả xe du lịch chạy chỗ nào, đường đâu mà chạy, xe mô tô còn không có đường chạy. Thì chúng ta phải đào hầm, chúng ta phải làm cầu ở trên cao. Như vậy thì có phải các nước nó phải vào ký hợp đồng để làm với chúng ta? Nó làm là vì quyền lợi của nó. Nó vào, nó làm cầu, làm đường, làm hầm cho chúng ta. Thì nó vô nó ký hợp đồng. Thì kho dầu khí cũng vậy. Thành ra nó muốn nước Việt Nam tự do. Tại vì nó biết nước Việt Nam rất là nhiều thứ mà cần phải tái thiết. Đường sắt, cầu, bệnh viện, trường học. Hầu như cái nước Việt Nam cái gì cũng cần phải sửa lại. Và những cái tài nguyên quốc gia cũng cần phải khai thác. Cái kho dầu khí anh chị em, nếu mà cái nước nhỏ nhỏ có làm được không vậy? Thành ra đó, họ giúp chúng ta là để họ vì quyền lợi của họ. Họ đang chờ nước Việt Nam tự do với nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa để họ giao đó họ làm ăn. Và họ ký rất là nhiều hợp đồng, đem nhiều hạn xưởng. Tất cả những cái gì mà có lợi cho họ là họ sẽ nhảy vào nước Việt Nam. Đó là quyền lợi của họ mà họ giúp và song hành với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Chứ không phải chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa lệ thuộc bất kỳ một quốc gia nào. Nên Tổng thống mới kêu gọi anh chị em hãy đứng lên, nói cho quốc tế biết là chúng tôi muốn tự do bằng tiếng nói của anh chị em. Khi tiếng nói của chúng ta đủ mạnh, giống y như chúng ta xuống đường biểu tình vậy đó. Nó giống như vậy. Anh chị em xuống đường biểu tình đầy hết đường luôn. Vậy thì anh chị em đã nói cho quốc tế biết là anh chị em đòi tự do cho nước Việt Nam. Nhưng mà Đức Quốc Công muốn lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Nên mới kêu gọi anh chị em xuống đường online, tức là biểu tình online bằng hệ thống trưng cầu dân ý. Anh chị em vào đó, anh chị em trưng cầu dân ý là anh chị em đã xuống đường online. Triệu triệu người xuống đường online, mấy chục triệu người xuống đường online. Như vậy là bảo vệ tánh mạng cho tất cả anh chị em. Mà cũng nói cho quốc tế biết là anh chị em muốn tự do. Vậy thì anh chị em cứ tưởng tượng là chúng ta xuống đường 20-30 triệu người đi. Thì anh chị em vào hệ thống trưng cầu dân ý 20-30 triệu người nói giống hệt nhau. Nhưng mà chỉ có Tổng thống Đào Minh Quân mới nghĩ ra cách này. Chứ bình thường thì tất cả chúng ta đều muốn lấy lại chủ quyền đất nước. Hả, đòi tự do là phải xuống đường. Chỉ có duy nhất một vị tổng thống của thế kỷ 21 này chỉ cho anh chị em trưng cầu dân ý để lấy lại chủ quyền đất nước mà không kinh qua một cuộc chiến tranh. Nếu anh chị em không tin, anh chị em đi vô hệ thống trưng cầu dân ý đi, bỏ hết anh chị em từ 18 tuổi trở lên. Anh chị em sẽ biết sức mạnh của lá phiếu trưng cầu dân ý. Tức là bầu cử đó, giống y như bầu cử vậy. Đó là dùng công pháp quốc tế. Khi lòng dân đã có cái hệ thống trưng cầu dân ý mà anh chị em vào đó điền, tất cả nó sẽ chạy vào Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ bằng hệ thống điện toán tối tân nhất. Chứ không phải là chúng ta phải khiêng đi bao nhiêu chồng chồng, không có phải như vậy. Mà ai đã nghĩ ra cách đó? Đó là Tổng thống Đào Minh Quân. Hiện nay là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đó. Nên chúng ta hãy thông minh sáng suốt một chút. Chúng ta có chính phủ, mà một chính phủ chỉ cho anh chị em cách an toàn nhất mà anh chị em có tự do. Anh chị em có bao giờ nghĩ nếu chúng ta giải thể được Cộng sản Việt Nam, tất cả các nước đổ vào đất nước Việt Nam chúng ta làm ăn, khai thác dầu khí, cái gì cũng cần sửa chữa cho nước Việt Nam đẹp hết tất cả. Như vậy thì đồng minh có muốn vô Việt Nam làm ăn không vậy? Và có muốn giải thể cho xong chế độ Cộng sản Việt Nam không? Để họ giờ họ làm. Như vậy thì cả hai bên đều có lợi. Không ai lệ thuộc ai cả. Còn bây giờ
Anh chị em thấy Cộng sản Việt Nam nó làm ăn gì với quốc tế? Nó làm cái gì cũng gian dối, nó cái gì nó cũng không có uy tín để tạo cái mối quan hệ của quốc tế. Thì ai làm ăn với Cộng sản Việt Nam? Cái tiền tài trợ của quốc tế để cứu nạn lũ lụt này nè, Cộng sản Việt Nam nó có đưa tới cho người dân hay không? Nó đưa được mấy đồng? Đó là bằng chứng đó. Ai tin Cộng sản Việt Nam? Tất cả khối tự do không bao giờ muốn làm ăn với Cộng sản. Bằng chứng bây giờ Tàu Cộng, tất cả hãng xưởng mà Tổng thống Trump đã kêu rút về bên Mỹ hết rồi. Tại vì Cộng sản Tàu nó gian manh xảo trá, dùng luôn cái con COVID-19 này hại cả thế giới, nhất là nước Mỹ bị tổn thất rất là nặng. Anh chị em có biết nước Úc này nhỏ xíu như vậy mà đã tốn bao nhiêu tỷ, mấy chục tỷ không? Để mà lo cho người dân, hỗ trợ các doanh nghiệp ở không ăn gần cả năm nay. Riết bây giờ cái số nợ của Úc này nó cũng lên đó, là tăng mấy chục tỷ để mà duy trì cái nền kinh tế từ cái bệnh COVID-19 này. Như vậy thì cái tội ác của Cộng sản Tàu đó, cả thế giới này lên án không? Vậy thì cả thế giới này có phải họp với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng hòa, dẹp bỏ cái chế độ Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam hay không? Cái mũi tên mà chúng ta muốn là Tàu Cộng. Cái này là một mũi tên bắn thẳng vào hai cái luôn. Tàu Cộng nó gài Hồ Chí Minh vào đất nước Việt Nam của chúng ta. Cái nguyên nhân mà gây cho dân tộc Việt Nam tan thương như ngày hôm nay là do Tàu Cộng. Cộng sản Việt Nam là tay sai của nó. Chúng ta chỉ bằng chĩa mũi dù vào Cộng sản Tàu thì Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ ngay lập tức. Tổng thống đã khởi kiện Tàu 38.000 tỷ Mỹ Kim. Tổng thống Trump làm gì? Đánh thương mại Cộng sản Tàu. Và tất cả các nước dồn vào để thưa Tàu Cộng cái con COVID-19 này. Vậy thì chế độ Tàu nó sụp đổ, vậy thì chế độ Cộng sản Việt Nam còn tồn tại hay không? Chúng ta trưng cầu dân ý ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là chúng ta hỗ trợ mạnh mẽ để cho nó nhanh cái tiến trình giải thể Cộng sản Việt Nam. Thay vì anh chị em phải chờ vài tháng nữa Tổng thống giải thể Cộng sản Việt Nam, và thí dụ, anh chị em làm nhanh, có phải một tuần giải thể Cộng sản Việt Nam anh chị em chịu hay không? Đó là nguyên nhân Hoa không có ngại để lên đây giải thích cho anh chị em nghe. Hoa muốn đất nước tự do, đất nước Việt Nam sớm tự do, chứ không muốn để kéo dài cái sự đau khổ của người dân. Tất cả những sách lược chiến lược tổng thống hầu như đã lan truyền trên khắp nơi. Mỗi đồng nhiệm giải thích theo một cách, nhưng mà tụ chung vẫn là muốn lấy lại đất nước Việt Nam tự do, muốn giải thể cái tập đoàn Cộng sản Việt Nam. Một chính phủ đã đứng sừng sững 30 năm nay, không lệ thuộc vào bất cứ một nước nào. Chúng ta song hành là chúng ta đi song song với nhau, chứ không phải là chúng ta lệ thuộc. Lệ thuộc nó khác, song hành nó khác. Có nhiều người lại nói là gì? Chính phủ này là đem Hoa Kỳ về dài xéo đất nước Việt Nam. Cái bài học xương máu hôm nay Pha đọc là bài này từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đưa ra, không phải của Pha. Như vậy thì anh chị em, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, trong đó có sự lãnh đạo của Tổng thống. Tổng thống là coi luôn cái Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Vậy thì anh chị em thấy những cái bài viết này từ đâu mà có? Một chính phủ đã biết rõ tất cả cái quá khứ thương đau này và cái bài học xương máu này, thì một chính phủ này có thể dẹp bỏ chế độ Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Tàu mà không để cho ta lịch sử lặp lại một lần nữa. Cái bài học xương máu trước mắt chúng ta thì chúng ta phải lấy cái đó làm gương, chứ không phải đưa ra để cho chúng ta ngồi đó, chúng ta ngó rồi chúng ta lại tái diễn giống y như từ năm 1945 cho đến 75. Nếu chúng ta tái diễn lại một lần nữa vậy thì chúng ta dẹp Cộng sản làm gì? Vậy thì để cho nó dạy xéo nước Việt Nam luôn đi. Chúng ta phải làm tốt hơn là chúng ta phải dẹp
nó mà không cho nó mọc lên gốc rễ, diệt tuyệt chế độ Cộng sản Việt Nam. Nên cái bài học này gửi đến cho tất cả anh chị em, chúng ta coi như một bài học, là một tấm gương rọi cho chúng ta biết để đừng có sai lầm đi theo cái vết xe đổ. Một bài xương hốc, một bài xương máu mà toàn dân Việt Nam chúng ta đã chết trong cái cuộc chiến từ năm 1945 cho tới 75. Biết bao nhiêu người đã chết, biết bao nhiêu đồng bào của chúng ta phải đánh đổi sự hy sinh mà phung phí như vậy mà vẫn không bảo vệ được đất nước Việt Nam. Thì chúng ta có thể, chúng ta bây giờ muốn lấy lại đất nước Việt Nam, chúng ta để cho tái diễn một lần nữa. Và đây là cái mà chúng ta biết hiện nay. Tất cả Việt Giang, Tàu Cộng hay là Tình Báo Hoa Nam, Cộng sản, tất cả nó cũng dùng chiêu cũ mà thôi. Nó muốn len lỏi vào các bộ máy của chính phủ, đánh phá đủ mọi phía. Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và Bộ Tư lệnh Chiến lược đưa ra những cái bài này thì anh chị em biết là Tổng thống và Bộ Tư lệnh Chiến lược Tổng quốc có biết cách để đối phó tất cả chuyện gì xảy ra, đánh phá chính phủ hay không. Nên ở đây nè, cái này mới nguy hiểm, cái này mới lợi hại. Kỳ này Cộng sản Việt Nam nó không còn nữa là tại vì nó gặp khắc tinh của nó rồi. Kỳ này chúng sẽ thất bại chu cai nhục nhã với sách lược di thật là cộng, đã biến Việt Cộng, Cộng sản Việt Nam trở thành những tên trò hề không có sân khấu, không có người Việt chân chính ủng hộ. Cộng sản và Việt Giang phải đối đầu với khắc tinh của chúng, tức là Tổng thống Đào Minh Quân là khắc tinh của Cộng sản Việt Nam. Nên đã nói khắc tinh thì nó có làm gì nó cũng không có chạm đến được. Tại sao chính phủ này 30 năm, Tổng thống ở bên Mỹ đó, tại sao nó không dám đi tìm Tổng thống đi? Nếu nó giỏi đánh phá trên truyền thông, nó giỏi làm đủ thứ những cái trò bẩn thỉu, tại sao không đi kiếm Tổng thống? Tổng thống đang ở Hoa Kỳ kìa. Phải đi qua bển 6 lần rồi đó gặp Tổng thống á. Tổng thống có tụ nghĩa đường nữa đó. Tới đó đi.